Những ngày gần Tết là thời điểm mà nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân tăng cao. Các đối tượng sản xuất buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thường lợi dụng dịp này để trà trộn hàng hóa đưa ra thị trường. Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đang tăng cường kiểm tra, xử lý, phòng ngừa hàng giả để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Chỉ trong một tuần ra quân kiểm tra, Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng đã tiến hành xử lý hàng chục cơ sở buôn bán hàng giả, hàng nhái, chủ yếu là các nhóm sản phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu của người dân như quần áo, giày dép, thực phẩm chế biến, bánh mứt kẹo, v.v. phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân dịp Tết. Cục Quản lý thị trường vừa ra quân một cái đợt kiểm tra giám sát trong cái đợt trước, trong và sau Tết. Quản lý thị trường có chỉ đạo đội quản lý đường số 5 kiểm tra tại cái cơ sở 30 Bạch Thị Bưởi, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng về việc là làm kinh doanh hàng hóa là giả mạo cái nhãn hiệu hạt dưa Thiên Hương. Cảnh sát kinh tế, công an các đơn vị tại thành phố Đà Nẵng cũng đã phát hiện và thu giữ hàng trăm kiện hàng thuốc lá, rượu ngoại nhập không có hóa đơn, chứng từ vận chuyển trên các tuyến xe khách liên tỉnh, nhà ga, xe lửa. Đã khám phá thành công chuyên án buôn bán vận chuyển hàng cấm, tăng vật thu giữ là trên 900 bao thuốc lá ngoại các loại. Thì ngoài ra thì cũng đã tạm giữ trên 100 kiện hàng hóa các loại do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ. Bằng nhiều phương thức, thủ đoạn, các đối tượng đã gia công, gắn bao bì, nhãn mác của các sản phẩm trong nước, nước ngoài có uy tín, thương hiệu nổi tiếng nhằm đánh lừa khách hàng. Phương thức vận chuyển cũng ngày một tinh vi. Thì có cái đối tượng này nó cũng nghiên cứu rất là kỹ cái quy định của pháp luật. Nó xé lẻ cái hàng hóa ra, nó trà trộn trong với những cái hàng hóa hợp pháp để nó vận chuyển. Để tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, trong thời gian đến, các đơn vị liên ngành sẽ tiếp tục đấu tranh và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, tăng cường kiểm soát khu vực sân bay, nhà ga, bến xe, chợ đầu mối, trung tâm thương mại. Bên cạnh đó, người dân cũng cần chú ý phân biệt hàng thật, hàng giả, nói không với hàng không rõ nguồn gốc để tự bảo vệ quyền lợi của chính mình.